À, anh Hường, Hường đem bữa nay đem một siêu phẩm, một con diều siêu phẩm, diều lớn nhất, diều to nhất ở bãi Hả Giang. Ó ó, diều này mà bay qua mà đụng con diều phượng là diều phượng đi luôn á. Con né ơi, con né con diều này đi. Chị nhà xíu à, đứng luôn à, đứng dây luôn này. Cầu á này 50 mét chưa anh, cỡ 50 mét không bạn? Nhà xíu đẹp ghê à. Siêu phẩm. Diều này bao dông luôn á chứ, nếu mà dông đâu nó đâu bọc gió đâu ta. Cái này dính gió nhiều. Rồi rồi, mới khen ảnh kìa. Ôi. Rồi. Hạ cánh rồi, hạ cánh an toàn rồi. Siêu phẩm nhiều vé tí bay từ nãy giờ. Diều này mấy mét anh Cường? 41 mét. Ê. Đây, con diều nhỏ xíu nè. Là bốn mấy mét ta? 44 mét. Là 44 mét. À, chưa được nửa mét.